Tập 39. Chuyện thực ra đã qua lâu như vậy rồi. Ta đã nghĩ rất thông suốt rồi. Nếu như cô muốn ở lại bên cạnh phò mã, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Chàng là phò mã của ta, bây giờ là vậy, cả đời này cũng sẽ là như vậy. Còn cô là thanh mai trúc mã của chàng. Nếu ta muốn xóa ký ức giữa hai người là chuyện không thể. Phò mã của bổn cung vì cô có thể đích thân đánh tấn, dấn thân vào nguy hiểm. Ta kính trọng cách chàng đối đãi với kẻ địch, có tình có nghĩa. Bạch cô nương, bổn cung đã quyết định rồi. Từ hôm nay trở đi, để cho cô phò trợ phò mã. Có cô ở bên cạnh huynh ấy, chàng sẽ như hổ mọc thêm cánh. Còn sự phồn thịnh của Dương Triều Bạch Lan ta cũng là trong nay mai thôi. Công chúa quả nhiên tấm lòng rộng lượng, hơn hẳn nữ tử bình thường. Xính đình rất ngưỡng mộ. Nhưng cả đời này xính đình, cả đời này xính đình chỉ nhớ đến một mình phu quân của ta. Dù đến tận chân trời bốn bể mù mịt, trong tim ta chỉ có mình huynh ấy. Nếu muốn xính đình lấy người khác, ta nguyện chết đi cho rồi. Lấy hết tâm ý xính đình, một lòng cầu xin, hy vọng công chúa đồng ý. Phò mã rõ ràng biết được, sau khi đưa cô đến Bạch Lan, ta và chàng sẽ có khoảng cách, sẽ dẫn đến nhiều thị phi. Với sự thông minh của phò mã, chàng chắc đã sớm biết sau khi đưa cô đến Bạch Lan sẽ gặp nhiều trở ngại. Cho nên theo ta, chàng đối với cô là thật lòng. Nhưng xính đình chỉ có một trái tim. Trái tim này đã trao cho phu quân ta rồi, không trao cho ai khác. Công chúa đối với phò mã không phải cũng một lòng sao? Nếu như vào lúc này ép công chúa phải chấp nhận người khác, công chúa có thể làm được không? Tâm ý của ta sợ là vì cô mà sẽ không đổi được trái tim chân thành của phò mã. Bạch Thính Đình, ta rất hy vọng cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của ta. Nhưng mà nếu cô đã xuất hiện rồi thì càng không thể nào biến mất đi. Là một người vợ, ta có thể nói ta chấp nhận cô. Nhưng mà là một người phụ nữ, ta mãi mãi không thể tha thứ cho cô. Công chúa, nếu như ta thả cô đi, ta sẽ biến thành như phò mã vậy. Từ nay về sau, khó có thể bước tiếp. Giấc mộng hảo huyền, tỉnh mộng đã không còn. Chuyện trên đời chỉ như bóng cây qua cửa sổ, trôi qua rất nhanh. Những thay đổi trong mấy năm ngắn ngủi này đã làm đảo lộn tất cả rồi. Đôi nhạn ở bên nhau đã không còn là cô hầu gái Bạch Xính Đình cùng với chủ nhân của cô ấy, Kính An Tiểu Dương Gia nữa, mà bây giờ chỉ có thể là công chúa và phò mã. Ngày tháng giữa ta và huynh ấy đã sớm qua rồi, kết thúc rồi, cũng tuyệt đối không thể quay lại nữa. Hiện giờ thứ phò mã có được chỉ có tấm chân tình của công chúa. Sẽ có một ngày huynh ấy nhận ra chỉ có công chúa mới là nơi quay về tốt nhất cho huynh ấy.
Đến nay chiến sự gay gắt, mặc dù Phò Mã đang chiếm thế thượng phong, nhưng quân địch không rút, tình hình rất khó nói, thắng thua vẫn chưa thể phân định được. Xính Đình không có tài cán gì nhiều, cũng xin giúp công chúa đánh lui địch. Các người bảo vệ quê hương, càng có thể ở nơi đây một lòng yêu thương nhau, khai chi tán điệp, bên nhau dài lâu. Còn Xính Đình chỉ biết, sau trận chiến này, rời bỏ thế sự, từ nay chỉ ôm ấp nỗi tương tư. Công chúa, lần này Xính Đình đi, chúng ta không ở cùng nhau, mỗi người đều an tâm. Đây không phải là cái kết đẹp nhất sao? Trận chiến thủ thành này, cô có cách nào không? Công chúa, người phải đáp ứng yêu cầu của Xính Đình. Cô đang đòi điều kiện với bổn cung sao? Bổn cung có thể giết cô. Tạ công chúa. Cô... bổn cung đã hiểu ra rồi. Một cô gái yếu ớt, không quyền không thế, có thể khiến anh hùng nổi tiếng thiên hạ, vì cô mà huy động quân chiến đấu, vì cô mà không tiếc mọi giá. Cô quả thật là có chút bản lĩnh. Công chúa quá lời rồi. Công chúa mới là người đa mưu túc trí trong thiên hạ, là nữ nhân khiến người khác bái phục. Cô không cần phải tâng bốc bổn cung, đều là nữ nhân cả. Tâm ý của cô, ta hiểu. Có điều lần này muốn bổn cung thả cô đi dễ dàng như vậy. Dẫn câu nói trước kia, bổn cung thật sự cảm thấy rất tiếc. Bạch cô nương, cô mưu kế hơn người, thiên hạ vô địch, thật sự là nhân tài khó gặp. Nhưng dù có như vậy, công chúa vẫn hy vọng ta rời đi. Đến nay tình hình đã như vậy, quân ta nắm được toàn thắng. Bạch cô nương cảm thấy quân địch có khả năng công hạ dân an của ta không? Có. Thành Dân An mặc dù dễ thủ khó công, nhưng có rừng rậm ngoài thành. Nếu như quân địch ẩn náu trong rừng, vậy càng khó biết được tình hình. Một khi Phò Mã khinh địch xuất thành truy kích, chiến sự có thể bị đảo ngược. Mặc dù Dân An không thiếu lương thảo, nhưng hai nguồn nước đều ở ngoài thành. Nếu như quân địch cắt đứt nguồn nước, bây giờ lại là mùa khô, không thích hợp để đánh kéo dài. Phò Mã rất có thể sẽ thừa thắng truy kích. Nếu đổi lại là ta, lúc còn không rõ tình hình thực tế của quân địch, ta nhất định sẽ không thừa thắng truy kích. Nhưng nếu là Phò Mã, vậy làm sao có thể đoán ra quân địch có giờ rút lui hay không? Công chúa đừng vội. Hướng gió hiện giờ là Đông Nam, còn quân địch ở phía Tây Bắc thành Dân Nam. Đối với đại quân Bạch Lang mà nói, hiện giờ đang thuận gió. Cho Dương cung bắn tiễn là cách dễ làm nhất. Có thể cho bắn quả tiễn vào doanh trại địch, gió sẽ thổi lửa, chắc chắn sẽ gây ra một trận lửa lớn. Như vậy, quân địch có thể ở yên được sao? Như vậy có thể dễ dàng phán đoán tình hình thực tế của quân địch, sau đó có thể thừa thắng truy kích. Bây giờ còn chưa biết tình hình thực tế của quân địch, nhưng bổn cung sợ Phò Mã sẽ cảm tính mà cho quân xông đánh. Mưu kế này nhất định phải nhanh chóng báo cho Phò Mã biết. Bạch cô nương, đa tạ rồi. Công chúa còn có việc gì? Đúng rồi, Bạch cô nương, cô có muốn biết vị tướng lĩnh lần này công đánh Bạch Lang ta là ai không? Đối với ta mà nói, thế sự thiên hạ sớm đã là mây khói thoáng qua. Ai là địch, ai là bạn, ai tấn công, ai phòng thủ, đã sớm không còn liên quan. Ta chỉ hy vọng công chúa có được kế sách lui binh này, có thể giữ lời hứa thả ta quay về. Vậy nếu như ta nói với cô, người này là Sở Bắc Tiệp thì sao?
là ai? Sở Bắc Tiệp. Hắn là người cô yêu hết lòng, là phu quân của cô. Không cần phải đi tận chân trời, cũng không cần bốn bể mù mịt. Bây giờ hắn đang ở ngoài thành, đợi để đón cô về nhà đấy. Chỉ hy vọng tới lúc đó hắn vẫn còn sống. Bạch tỷ tỷ. Bạch tỷ tỷ. Tỷ sao vậy? Sao ta lại ngốc như vậy? Ta phải sớm biết quân Tấn đang dây thành. Cái gì mà quân Tấn chứ? Túy Cúc, muội có biết là ai bao dây thành Vân An không? Ai vậy? Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ sao vậy? Không sao chứ? Là ngày ấy, ngày ấy chưa chết, là ta đã sai, là ta đã hại ngày ấy. Ta phải tin tưởng ngày ấy mới đúng. Ta phải nên đợi ngày ấy quay về. Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Có phải bị cái cô Diệu Thiên công chúa bắt nạt rồi không? Ta thật ngốc. Con Nguyên Ương cô độc này, ta đã thêu được 3 ngày. Nhưng trong 3 ngày này, bàn tay của ta rất sạch, không dính một chút thuốc nhuộm của chị mới. Có thể thấy chị thêu này đều là chỉ cũ đã để từ lâu rồi. Đường đường là phủ phò mã, muốn gì có đó, sao lại có thể đến chỉ thêu mới cũng không có? Khả năng duy nhất là không có chị mới nhập vào Bạch Lan, mà đồ thêu dệt là hàng hóa thông thường chính của Đại Tấn. Chị thêu ở kho quan khắp nơi đều là của Đại Tấn. Bạch Tấn hai nước sớm đã ly gián. Tại sao vào lúc này Đại Tấn phải phát binh, toàn lực công đánh đô thành Bạch Lan? Túy Cúc, hiện giờ người đang ở ngoài thành chính là Bác Tiệp ca ca của muội. Bác Tiệp ca ca, huynh ấy, chẳng phải huynh ấy, ngày ấy chưa chết, ngày ấy đến tìm ta. Bác Tiệp ca ca chưa chết, vậy đối với chúng ta mà nói chẳng phải là tin quá tốt sao? Tỷ tỷ, cuối cùng hai người lại có thể ở bên nhau rồi, hai người có thể đoàn viên một nhà rồi. Tỷ tỷ, Bác Tiệp ca ca chưa chết, vậy chúng ta mau thu dọn hành lý, chúng ta quay về biệt viện Đông Sơn đi. Muội đi thu dọn hành lý, ta không thể gặp lại ngày ấy. Tại sao? Chẳng lẽ tỷ muốn ở lại phủ phò mã làm tiệp thiếp sao? Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ quên Bác Tiệp ca ca rồi sao? Trong bụng của tỷ còn có đứa con của huynh ấy.
tỷ không có cách nào tha thứ cho bản thân mình. Không có mặt mũi nào đối mặt với ngày ấy. Chàng vì ta mà đến, hiện giờ đang đổ máu chiến đấu ở ngoài thành. Còn ta đã làm những gì? Chính miệng đã nói kế hoạch đánh địch cho Diệu Thiên công chúa. Lần này ngày ấy không tiếc thứ gì vì ta mà đến, mà còn bị trúng mưu kế của ta. Túy Cúc, Tại sao lần nào ta cũng đều dồn ngày ấy vào tình thế nguy hiểm? Tỷ đừng tự trách mình. Bác Tiệp ca ca lợi hại như vậy, tên Hà Hiệp đó không phải là đối thủ của huynh ấy. Nếu như huynh ấy biết tỷ là vì đứa con trong bụng, huynh ấy sẽ tha thứ cho tỷ. Tỷ nói xem, hiện giờ huynh ấy có thể dẫn binh đánh trận, có nghĩa là huynh ấy đang sống rất tốt. Vậy thì chúng ta nên vui mới đúng, nên vui mừng mà đi gặp huynh ấy. Tỷ, tỷ đừng do dự nữa. Không biết là Diệu Thiên công chúa và Hà Hiệp sẽ còn làm gì bất lợi cho huynh ấy nữa. Không, tỷ ở bên cạnh Bắc Tiệp mới là chuyện bất lợi nhất cho ngày ấy. Hết lần này tới lần khác đều do tỷ mà ra. Ngày ấy bị triều đình vu khống, chống đối với Tần Dương, ngày ấy còn vì ta mà phát binh tấn công Bạch Lan. Sinh mạng của hàng vạn binh lính đều đang trong tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa, còn vì ta mà gặp nguy hiểm. Đều tại ta. Không phải đâu Bạch tỷ, ta đáng bị ngàn người chỉ trích mắng mỏ. Không phải, tỷ còn mặt mũi nào gặp ngày ấy nữa? Không phải đâu. Tỷ sao vậy? Nào, muội giúp tỷ bắt mạch. Còn may, chỉ là gì cảm xúc của tỷ thất thường, động tới thai khí. Muội xin tỷ đó, tỷ đừng dày dò bản thân mình nữa. Bác Tiệp ca ca hy vọng tỷ vui vẻ. Tỷ xem, chúng ta ở trong đại điện này lâu như vậy, đến giờ huynh ấy bình an vô sự rồi. Nếu như tỷ và đứa con trong bụng xảy ra chuyện gì, vậy làm sao ăn nói với huynh ấy đây? Tỷ đừng xúc động, đừng khóc. Đứa con này còn chưa được sinh ra mà ta đã khiến nó phải chịu dày dò. Ta còn có tư cách gì để làm mẹ nữa? Tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy? Trong lòng Túy Cúc, tỷ là người mẹ vĩ đại nhất trên thế gian này. Nỗi đau mất chồng tỷ cũng đã trải qua rồi. Muội tin tương lai tỷ và con nhất định sẽ vui vẻ sống tiếp. Muội thấy tỷ với Bác Tiệp ca ca biết nhau, hiểu nhau, rồi yêu nhau, yêu hận ly tán. Từ lúc Hà Hiệp đưa tỷ lên xe ngựa, từ lúc đó muội đã thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ tỷ và đứa con. Muội sẽ ở cạnh hai người, ở cạnh đứa trẻ, đợi nó chào đời. Tỷ, Túy Cúc không bỏ cuộc. Sao tỷ lại có thể bỏ cuộc chứ? Đừng buồn nữa, chúng ta sẽ không sao đâu. Túy Cúc, tỷ, thừa tướng sao lại có thể tự ý phái người đi ám sát Bạch Xính Đình chứ? Công chúa, Bạch Xính Đình có yêu nữ này, không được để cô ta sống sót. Bổn cung tự biết không được để cô ta sống, cũng tự có thể xử lý cô ta. Nào tới lượt thừa tướng, người tự ý hành động, làm hư kế hoạch của bổn cung. Lão thần làm như vậy là vì Dương triều Bạch Lan ta, diệt trừ hậu quả. Ta thấy thừa tướng, người đúng là khôn ba năm dạy một giờ. Giết Bạch Xính Đình có ích gì chứ? Bạch Xính Đình là tâm phúc của phò mã, hơn nữa được Sở Bắc Tiệp xem như là vật bảo quý hiếm. Nếu như cô ta chết rồi, ngươi làm sao ăn nói với phò mã? Làm sao ăn nói với đại quân của Sở Bắc Tiệp? Ngươi nghĩ phò mã sẽ tha cho người sao?
Sở Bắc Tiệp có thể tha cho chúng ta sao? Trong không thể yên, ngoài không thể diệt. Ta thấy người không phải diệt trừ hậu quả, mà người đang tạo gây rắc rối lớn đấy. Là lão thần sơ xuất, chỉ vì hận Bạch Xính Đình hồng nhan quả thủy, gây ra cuộc chiến giữa hai vị anh hùng. Lão thần xin công chúa trách phạt. Chuyện đã tới nước này, trách phạt có tác dụng gì? Thưa tướng, đứng lên nói chuyện đi. Tạ công chúa. Thưa tướng làm như vậy cũng không phải không có ích gì. Thay vào đó, Bạch Xính Đình buộc phải chủ động đến cầu xin bổn cung. Bổn cung đi đến phủ phò mã thăm dò, cô ta nhất quyết muốn rời đi. Cũng vừa hay bớt một mối lo cho bổn cung. Sau đó cô ta sẽ cùng với bổn cung diễn một màn kịch. Tất cả mọi người ở thành Dân An đều sẽ làm chứng cho bổn cung. Bổn cung chính là muốn toàn tâm toàn ý vì phò mã, cưới thêm một tiểu thiếp. Đến lúc đó, phò mã chắc chắn sẽ không còn suy tính mưu kế, cũng không còn sức nữa. Công chúa đúng là nhìn xa trông rộng, mưu thâm kế dày. Lão thần bái phục. Thừa tướng luôn hiểu ý ta. Có điều chuyện này nhất định phải làm cho thật sạch sẽ. Xin công chúa yên tâm, lần này tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của công chúa. Nếu đã như vậy, lão thần xin cáo lui. Lục Y, chuẩn bị bút mực. Rõ. Ngươi đưa bức thư này cho phò mã, nói với chàng hành động theo kế hoạch. Rõ. Ngoài ra, báo tin tốt lập thiếp cho chàng ấy, để chàng ấy mừng. Rõ. Ta không nhìn nhầm chứ? Đây là đi tới phủ phò mã để thành hôn sao? Đâu có nghe nói phủ phò mã có con gái sắp gả đi đâu. Nhìn đi, cũng không biết là có ý gì. Đúng là phủ phò mã mà. Nhìn đi. Bạch cô nương, thay đồ đi. Đợi một lát, các người cứ để đồ xuống. Để ta. Đi đi. Rõ. Nhanh. Ra ngoài đi. Nhanh lên. Ra ngoài hết đi. Ra ngoài. Bạch tỷ tỷ, bây giờ phải làm sao? Ta cũng không thể ngờ cuối cùng lại có kết quả như thế này. Nhưng nếu tỷ mặc bộ đồ này ra ngoài, vậy đời này sẽ không phải là Trấn Bắc Dương Phi rồi. Trấn Bắc Dương Phi, cách gọi hay như vậy, e là ta gánh không nổi rồi. Tỷ tỷ, quá nhiều người vì ta mà bỏ mạng. Xung quanh ta hết âm mưu này tới âm mưu khác. Dương gia, bệ hạ, thiếu gia, mọi chuyện xảy ra trong đời ta đều giống như một cái ổ khóa vậy. Cho dù ta tình nguyện chịu đựng những sự trừng phạt này, ta cũng không muốn lại làm liên lụy tới người khác. Nếu không phải ta mang thai đứa con này,
Ta đã sớm rời bỏ thế gian này rồi. Túy Cúc, chúng ta đến Đại Lương đi. Đại Lương? Đến Đại Lương. Ta nghĩ kỹ rồi, ở đó có bạn tốt nhất của ta, Dương Phượng. Cô ấy từng là lạc soái của Đại Yên. Chỉ cần một khúc đàn là có thể thu hút hàng trăm con phượng hoàng. Bọn họ nhất định sẽ thu nhận chúng ta. Tỷ tỷ, muội nghĩ kỹ rồi. Muội tình nguyện cùng tỷ đi khắp nơi. Nếu bây giờ tỷ vẫn chưa nghĩ kỹ, vậy thì muội sẽ cùng tỷ đi gặp Đại Lương trước. Để tỷ nghĩ thông rồi, chúng ta cùng đi tìm Bắc Tiệt ca ca. Hai người đã được định như vậy rồi. Muội tin hai người nhất định sẽ gặp lại. Đẹp quá. Bạch cô nương, hỷ phục có vừa không? Hỷ phục rất vừa dặn. Đa tạ công chúa hậu ái. Hy vọng Lục Y cô nương giúp ta nói lại với công chúa. Công chúa ban ơn. Xính đình không biết cách nào báo đáp, sẽ không phụ sự ủy thác của công chúa. Làm tốt bổn phận của mình, giúp giải cho Bạch cô nương rồi. Các người có biết người con gái trong phủ phò mã kia là ai không? Không biết. Ai vậy? Bạch Xính Đình. Bạch Xính Đình, cái tên nghe quen thật. Không biết. Có phải là Bạch Xính Đình mà Thuyết Thư tiên sinh thường hay đối đến? Nữ tử truyền kỳ, một mình phi ngựa dạng dặm, cố phu quân sao? Ta nghe nói cô ta là Dương Phi của Trấn Bắc Dương Đại Tấn. Dương Phi à? Không thể như thế được. Đúng rồi, đúng rồi. Thân thế không vừa nhỉ. Bạch Xính Đình này trước khi làm Trấn Bắc Dương Phi là tỳ nữ thân cận của phò mã. Thân cận? Tỳ nữ thân cận? Phủ phò mã Phô Trương đã thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Hôm nay là ngày công chúa nạp thiếp cho phò mã. Cái cô Bạch Xính Đình đó chính là người công chúa muốn nạp thiếp cho phò mã. Còn có quan hệ này sao? Nghe nói lần này quân Tấn dùng toàn lực tấn công Bạch Lan ta chính là vì Bạch Xính Đình này. Chuyện này công chúa làm vậy là sai rồi. Đúng vậy, Bạch Xính Đình này trước là phản bội chủ cũ, sau là dứt bỏ chồng. Chuyện này đây đúng là hồng nhan quả thủy. Đúng vậy, yêu nghiệt gây quả, yêu nghiệt gây quả. Sao có thể vì một người phụ nữ mà đánh nhau được chứ? Báo. Phò mã, công chúa sai người đến đưa thư. Được. Tuyệt. Người đâu? Có. Truyền lệnh, ba quân chuẩn bị. Đêm nay ta sẽ tiễn Sở Bắc Tiệp lên đường, khiến hắn ta chết không có đất chôn thay. Người nói xem, chuyện này là thật hay giả? Vì một người con gái phản bội mà dạng dẫm xa xôi công đánh Bạch Lan, bắt chúng ta rơi đầu đổ máu. Vì vào cái gì chứ? Trấn Bắc Dương dẫn theo chúng ta kiến công lập nghiệp, ngươi còn oán trách gì? Đúng vậy, ta thấy chuyện này không cần thiết. Trong chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó. Đúng vậy, hồng nhan quả thủy. Dương gia người có người đẹp, ta còn có vợ con mà. Đúng vậy, ngài ấy thống soái ba quân,
Nhưng ngài có để mắt tới sống chết của chúng ta không? Vì một người nữ nhân. Ngươi nói gì đó? Ngươi nói cái gì? Đánh. Ngươi muốn làm gì? Đánh. Dám đánh ta? Các người đã làm gì vậy? Sở bắt tiệp ta từ khi làm thống lĩnh. Trên là tướng lĩnh, dưới là binh sĩ. Đổ máu chiến đấu trên xa trường. Các người là huynh đệ của ta. Trong quân doanh, chúng ta ruột thịt cùng hưởng. Các người vẫn là huynh đệ của ta. Hiện giờ, thê tử của Sở bắt tiệp gặp nguy. Dù là núi đao biển lửa, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, Sở mổ cũng muốn mang theo thật nhiều niềm tin chiến thắng. Ta tin nếu đổi lại là các người cũng sẽ như vậy. Nhưng Sở mẫu hiểu rõ, các vị cũng có người thân cần được chăm sóc. Vì thê tử của Sở mẫu mà mất mạng, để lại già trẻ lớn bé ở nhà, Sở mẫu cũng thật tình không đành lòng. Hôm nay không nói chuyện quân thần, không có quân lệnh như núi, muốn đi ở thì tùy. Sở mổ quyết không nói hai lời. Dương gia, chúng tôi tin tưởng Dương Phi. Chúng tôi đều nghe theo lời ngài. Chỉ cần người ra lệnh, chúng tôi sẽ cho người Bạch Lan thấy quân tấn chúng ta không có ai nhu nhược, không tiếc đầu rơi máu chảy. Đúng không các huynh đệ? Đúng. Được. Sở mổ kính mọi người một ly. Tạ Dương gia. Hôm nay chúng ta là huynh đệ máu mủ với nhau. Nếu như mọi người không may chết trận, ta sẽ chăm sóc người nhà mọi người. Nếu như không may ta chết trận, cũng xin mọi người tìm được thê tử của ta, nói với nàng ấy là ta có lỗi với nàng. Cạn. Cạn. Dương gia an tâm, thề chết có nhau. Dương gia an tâm, thề chết có nhau. Dương gia an tâm, thề chết có nhau. Tỷ tỷ, nào, tỷ tỷ. Mau đi thôi. Đứng lại. Xin đình tỷ, các người muốn đi đâu?
Ta nói cho ngươi biết, ngươi không được cản bọn ta. Bọn ta được công chúa cho phép nên mới đi. Ngươi... Tuyết Cúc, thiếu gia đang liều chết chiến đấu tiền tuyến. Nếu tỷ đi như vậy, thiếu gia quay về không thấy tỷ, người phải làm sao? Tỷ có từng nghĩ đến cảm nhận của ngài ấy không? Từ lúc đó đến nay, ngài ấy càng ngày càng ít cười, thức đêm cũng càng nhiều. Để cứ luôn hy vọng tỷ có thể đến, có thể giúp thiếu gia cảm nhận được sự ấm áp. Tỷ tỷ, tỷ và thiếu gia đã ở cạnh nhau từ bé. Chẳng lẽ tỷ không thương cho ngài ấy chút nào sao? Đồng chứ, tỷ tỷ, trái tim của tỷ thực sự trở nên sắt đá vậy sao? Đồng chứ, ta phải đi. Tỷ tỷ, ta xin tỷ, xin tỷ ở lại, ở bên cạnh thiếu gia có được không? Không có tỷ, thiếu gia thực sự không thể quay về như trước nữa. Đồng chứ, để cảm thấy bọn ta vẫn có thể quay về như trước kia sao? Để cảm thấy thiếu gia vẫn là thiếu gia của trước kia sao? Người hại ta là huynh ấy, khiến ta bị người đời chửi mắng cũng là huynh ấy, hại chết người ta yêu cũng là huynh ấy. Bây giờ muốn quản thúc ta, buộc ta ở nơi này cũng là huynh ấy. Nếu như đệ thật sự muốn ta ở lại nơi này, thứ có thể giữ được chỉ là thân xác này. Tỷ đã không còn là Thính Đình tỷ trước kia rồi. Nếu hôm nay tỷ chết, để đoán xem thiếu gia sẽ càng vui hay là càng đau khổ đây? Còn đệ, đệ sẽ càng vui hay là càng đau khổ? Thính Đình tỷ, đệ, ta biết đệ không nỡ để ta đi, ta cũng không nỡ xa đệ. Nếu đệ cảm thấy hôm nay ta không thể rời khỏi nơi này, vậy thì hãy một đao giết chết ta đi. Như vậy ta sẽ được giải thoát. Không được, tránh ra. Tuyết Cúc, đệ đệ tốt, tiễn tỷ tỷ lần nữa đi. Đi đi, xem như đệ chưa từng bắt gặp hai người. Đồng chứ, bảo trọng, chăm sóc tốt bản thân. Tỷ tỷ, mau đi, cũng chăm sóc tốt cho thiếu gia. Đi đi, nếu không đi đệ sẽ hối hận đấy. Đi thôi, đi thôi. Xính Đình tỷ tỷ, Xính Đình tỷ tỷ, dừng. Chuẩn bị. Ngươi xem, đó là gì vậy? Là gì? Ngươi xem, ở đâu bay đến vậy? Thật là... không biết nữa. Ai thả đấy? Không biết. Ngươi xem, ngươi xem. Dậy đi, dậy đi, dậy đi. Nó nhìn kia, nhìn kia. Qua đến rồi. Cái gì vậy? Không biết nữa. Ngươi nhìn kia, bên kia cũng có. Dậy đi, nhìn kia. Đến bên này rồi. Cái gì vậy? Sao nhiều vậy? Không biết. Bên này, bên kia cũng có. Ngươi xem, bên kia cũng có. Ở đâu bay tới vậy? Phóng tiễn. Phát nổ rồi, phát nổ rồi. Phát nổ rồi, phát nổ rồi.
Mau đến đây, cứu mạng đi. Mau lên, dập lửa đi. Phát nổ rồi, mau chạy đi. Cứu quả đi. Mau chạy đi. Mau cứu quả. Phát nổ rồi, phát nổ rồi. Mau chạy đi. Phát nổ rồi. Dương gia, quả nhiên như Dương gia dự đoán, Hà Hiệp dùng kế đốt liên doanh. Họ đã đào xong rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Đúng là không có cách nào hay hơn cách dùng quả công để đối phó với địch ẩn trong rừng hơn cách này. Nhưng hắn đã quên, kẻ địch của hắn chính là Sở Bắc Tiệp ta. Tất cả mưu kế hắn nghĩ ra, ta đều có thể bắt bài được trước. Lần này Hà Hiệp thua rồi. Truyền lệnh, lát nữa Bổng Dương đích thân dẫn 5 vạn quân lính tinh nhuệ đi về phía tây giả vờ đột phá dòng dây. Dẫn dụ quả lực, Mặc Nhiên, có Mặt tướng, ngươi dẫn đại quân diễn tiếp một màn kịch hay cho phò mã xem. Mặc Nhiên tuân lệnh. Xuất phát. Rõ.